Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7 với chủ đề phân bón. Phần 1. Phân bón là gì? Vậy phân bón người ta xem như là một loại thức ăn do con người tạo ra và cung cấp cho cây. Cái loại thức ăn này tức là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Và nguồn dinh dưỡng đó bao gồm các chất dinh dưỡng như là đạm, ký hiệu N, N có nghĩa là liter, lân, phê, phê đây là phosphor và kali, K có nghĩa là kali. Ngoài các chất dinh dưỡng trên thì còn có các nhóm chất khác như là chất vi lượng hoặc đa lượng. Và phân bón được chia thành 3 nhóm: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Như các loại phân bón này chia thành 3 loại: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Như trong phân hữu cơ bao gồm phân chuồng, tức là đây là loại phân được lấy từ chuồng nuôi của các vật nuôi trong nhà như gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, vân vân. Chúng ta là phân bách. Phân bách đây là loại phân của con người thải ra. Thứ ba là phân rác, đây là rác thải sau khi ủ, rác thải sinh hoạt hàng ngày. Những rác thải hữu cơ, nhưng mà không phải là những rác thải vô cơ như là nhựa hay là sắt thép thì không thể ủ làm phân bón được. Phân xanh, đó là các loại cây phân xanh chôn vùi vào đất để làm phân bón. Các loại cây phân xanh như lá cây, những cây phân xanh người ta chôn vùi vào trong đất để làm phân cho cây. Khô dầu, đó là bã các loại hạt sau khi ép lá dầu. Lấy ví dụ như là bã dầu dừa, dầu đậu phộng, dầu mè, các hạt đó sau khi người ta ép lá dầu còn là cái xác, cái bã người ta đem bón vào trong đất làm nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây. Những phân thứ hai là phân hóa học. Phân bao gồm phân đạm N, nitơ này, lân, phê, phosphor, phân kali, K, kali. Phân đa nguyên tố, tức là phân này gồm có hai nguyên tố trở lên, ví dụ là phân gồm nguyên tố đạm và nguyên tố lân, hoặc là đạm kali hoặc là lân kali, hoặc là bao gồm ba nguyên tố là đạm lân kali, tức là phân NPK, và phân vi lượng, tức là phân cần mỗi với một lượng nhỏ như là các nguồn phân từ các nguyên tố vi lượng như là đồng, chì, sắt, đồng kẽm, vân vân. Nhóm thứ ba là phân vi sinh. Phân vi sinh bao gồm là phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm. Tức là phân bón này, trong cái phân bón nó có chứa các vi sinh vật có nhiệm vụ là chuyển hóa các chất thành đạm cung cấp cho cây. Nhóm thân thứ hai là phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lân. Tức là phân bón này có chứa các vi sinh vật có nhiệm vụ là chuyển hóa lân để cung cấp nguồn lân cho cây. Đây là một số đặc tính của các phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Đặc tính của nó. Vậy thì dựa vào cái sơ đồ các loại phân bón, phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh, chúng ta hãy sắp xếp các loại phân dưới đây theo ba nhóm: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Vậy trong đó phân hóa học sẽ là A, B, I, G, I, M, L. A là gì? Và phân hữu cơ đó là cây điền thanh này, phân trâu bò này, rồi phân lợn này, cây mùng muồn này, bèo dâu này, khô dầu dừa và khô dầu đậu tương, tức là đậu nành, đậu tương hay còn gọi là đậu nành. Nhóm thanh là phân hóa học gồm có D, H, C, N, bao gồm là D phân có DAB, tức là phân có chứa N và P, tức là đạm và phốt lăng, diamon phốt phát. Nhóm phân thứ hai đó là phân NPK, tức là phân có ba nguyên tố đạm lăng kali. Nhóm tiếp theo đó là ure, N ure. Ure là phân có chứa N, tức là đạm, có chứa đạm. Và phân vi sinh là K, K tức là nitrogen,
là phân này có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm. Đó là tác dụng của phân bón. Chúng ta xem qua cái hình số 6, tác dụng phân bón. Trong hình này có 3 cái tác dụng. Hình thứ nhất đó là phân bón đối với năng suất cây trồng. Năng suất cây trồng đối với khi không bón phân thì chúng ta thấy là cây trồng sinh trưởng kém, dẫn đến là năng suất rất thấp, số lượng thu hoạch nông sản thấp. Và khi bón phân hợp lý thì cây trồng sinh trưởng tốt hơn, ra nhiều quả hạt hơn, cho nên năng suất thu hoạch được nâng lên. Đối với đất, khi chưa bón phân thì đất rất là kém, phì nhiêu kém, cho nên cây trồng còi cọc chậm lớn, năng suất thấp. Và khi bón phân thì đất trở nên phì nhiêu, cây trồng sinh trưởng tốt hơn, ra hoa kết trái nhiều hơn, năng suất cao, chất lượng tốt. Và vai trò thứ ba là đối với chất lượng nông sản. Khi không bón phân thì chất lượng nông sản sẽ là quả nhỏ, hạt lép, hàm lượng protein rất thấp trong quả hạt. Khi có bón phân hợp lý thì quả hạt sẽ lớn hơn, năng suất cao hơn và hàm lượng protein cao, tức là chất lượng tốt hơn. Như vậy có 3 tác dụng đối với năng suất, đối với đất và đối với chất lượng nông sản. Nhiệm phân bón hợp lý, đúng thời lượng, đúng lượng, đúng thời kỳ, đúng chủng loại, đúng tỷ lệ và phù hợp với đất và cây thì mới đảm bảo được năng suất cao, chất lượng tốt và cả tạo độ phì nhiêu cho đất. Vậy tác dụng phân bón sẽ là tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. Cách sử dụng và bảo quản phân bón. Thứ nhất là cách bón phân. Vậy tại sao người ta phải bón phân cho cây? Vậy nhằm mục đích là cung cấp các nguồn dinh dưỡng cho cây, cho cây trồng. Vì có 2 cách bón, đó là bón lót và bón thúc. Vậy thế nào là bón lót và mục đích của bón lót là gì? Đây là một số hình ảnh minh họa cho việc bón lót. Vậy bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo. Đây là những trước khi gieo trồng người ta bón phân, trước khi gieo trồng người ta bón phân, kết hợp với cày bừa để trộn đều phân, đảo đều, trộn đều phân, lấp phân. Mục đích của nó là nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng ngay sau khi nó mới mọc, mới bắn rễ. Đó là người ta bón vào đây để khi cây mọc, mới nảy mầm, mới bắn rễ thì có nguồn dinh dưỡng để sử dụng tiếp tục sinh trưởng, phát triển tiếp theo, lớn lên. Vậy cái bón phân căn cứ vào thời kỳ bón có 2 cái bón, có thứ nhất là bón lót, bón phân vào đất khi gieo nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây ngay khi cây mới mọc, mới bắn rễ. Và ở đây một số hình ảnh bón thúc, một số hình ảnh bón thúc. Và thế nào là bón thúc, mục đích của bón thúc là gì? Vậy bón thúc là bón phân trong thời gian cây đang sinh trưởng. Này cây lúa đang sinh trưởng thì người ta tiếp tục bón thúc để giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn. Rồi chuối nè, hoặc là tiêu, người ta bón thúc vào trong đất để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây, giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa kết trái nhiều hơn. Mục đích của nó là đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Trong từng thời kỳ, ví dụ trong thời kỳ ra hoa, thời kỳ kết trái, thời kỳ đậu quả thì người ta tiếp tục bón phân để nguồn cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa kết trái tốt hơn, năng suất chất lượng cao hơn. Bón thúc là bón phân vào trong thời gian cây đang sinh trưởng này, đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng cho cây trong từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn. Vậy căn cứ vào hình thức bón thì có 2 cách, 4 cách bón. Đó là bón theo hàng, bón theo hốc,
ổn vải và phun lá. Đây là một số hình ảnh minh họa cho việc bón. Thứ nhất, đó là bón theo hốc, tức là theo từng gốc, từng hốc cây để chúng ta bón. Đây là bón theo hàng. Đây là cách bón theo từng luống, từng hàng. Bón vải, tức là phân được rã đều, vải đều trên ruộng. Và phun lá, tức là phân bón người ta hòa tan trong nước, người ta phun lên lá. Vì mỗi loại cách bón như vậy có đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu nhược điểm của nó, ví dụ như là bón theo hốc, ưu điểm 1 và 9, nhược điểm 3 và 7. Bây giờ tóm tắt nè. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện, cây sử dụng ngay được, dùng công cụ đơn giản, không có dùng công cụ gì phức tạp, tốn kém. Và nhược điểm của nó là phân dễ chuyển thành chất khó tan, phân dễ này và cây khó sử dụng được. Và nhược điểm đó là chỉ bón một lượng nhỏ, cho chúng ta bón một với một lượng lớn thì thứ nhất là tốn kém phân, hai là phân sẽ bón cục, chuyển thành chất khó tan. Thứ hai là bón theo hàng, ưu điểm của nó là cây dễ sử dụng được, và chỉ cần dụng cụ đơn giản. Đây là phương pháp dễ làm, dễ thực hiện, nhưng mà nhược điểm của nó là phân bón dễ tăng, chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất và cây khó sử dụng được. Nên khi bón chúng ta chỉ cần bón một lượng nhỏ, không bón lượng lớn, cây sẽ bón cục và tốn kém phân bón. Bón vải, ưu điểm đó là phương pháp này cũng dễ dàng, dễ thực hiện, đơn giản, ít tốn công, ít không cần gì cũng dụng cụ phức tạp. Nhược điểm của nó là phân bón chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất. Thứ tư là bón phun lá, bằng cách làm phun lá. Ưu điểm là cây dễ dàng sử dụng được, phân bón không chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất, bởi vì phân bón lúc này là được hòa tan trong nước, hòa tan rồi. Cho nên khi bón phun ra lá thì sẽ được hấp thu qua lá, qua thân, qua rễ, hấp thu sẽ được hấp thu trực tiếp vào cây và tiết kiệm được phân bón, tiết kiệm được nguồn phân bón so với các cách bón trên, đó là bón vải, bón theo hàng, bón theo hốc. Và nhược điểm của cách này đó là rất tốn kém, công cụ máy móc phức tạp so với các cách bón trên, đó là bón vải, bón theo hàng, bón theo hốc, phải dùng các công cụ phương tiện phức tạp hơn. Đây một số hình ảnh về bón vải. Phân bón người ta rải khắp đều, vải đều trên khắp ruộng, vải đều khắp ruộng. Bón theo hàng, đây là theo từng hàng, từng luống. Bón theo hốc theo từng gốc, bón theo hốc theo từng gốc cây. Và phun lá, hòa tan phân bón trong nước, ta phun lá. Nhưng có bốn cách bón: bón theo hàng, bón theo hốc, bón vải và phun lá. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Như mỗi loại phân bón thì nó có những đặc điểm để chúng ta nhận biết nó, mà chúng ta có cách sử dụng phù hợp. Ví dụ như là phân hữu cơ, đặc điểm của nó là chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu, tức là không hòa tan, còn có thời gian để phân hủy thì cây mới sử dụng được. Đối với loại phân bón này chúng ta nên bón lót, bởi vì bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo, cho nên khi đó thì cây trồng sử dụng ngay được khi mới mọc bởi bón rễ. Còn là phân thứ hai là phân đạm, phân kali và các loại phân hỗn hợp như là phân NPK, phân NV. Đặc điểm của nó là dinh dưỡng dễ tan, cây sử dụng ngay được. Cho nên đối với loại phân nhóm phân này thì chúng ta bón thúc. Bây giờ bón thúc là cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây. Khi cung cấp kịp thời thì cần những loại phân nhanh tan, dễ tan, cây sử dụng ngay được. Những thứ ba là phân lân, đặc điểm là ít hoặc không hòa tan, khó tan. Cho nên loại phân này chúng ta nên dùng để bón lót. Bây giờ bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo, thì chờ đến thời gian cây nảy mầm
mới bán rễ thì cây sử dụng phân bón. Thì có hai cách bón. Đối với phân hữu cơ và phân lân chúng ta nên bón lót, phân đạm, kali và phân hỗn hợp chúng ta bón bón thúc. Và khi cây trồng sử dụng phân bón hợp lý thì năng suất sẽ cao, chất lượng tốt, hoa quả xanh tươi. Hoa xanh tươi. Điều thứ ba là cách bảo quản các loại thuốc phân bón thông thường. Chúng ta quan sát một số nữa sau đây. Nhiều phân bón có thể sử dụng rất là nhiều cách để bảo quản. Người ta có thể dùng chum, dùng vại để đựng, hoặc là ủ phân, hoặc là cho vào các bao bì, túi ni lông, chai lọ để mà bảo quản phân bón, cho vào bao, các loại bao phân bón, bao phân. Về phân bón, đối với phân bón hóa học thì chúng ta nên để nơi khô ráo thoáng mát. Bởi vì đặc điểm phân bón hóa học là đa phần là phân dễ tan, dễ hút ẩm. Cho nên nếu chúng ta để nơi ẩm ướt thì phân bón có thể là bị tan chảy, vón cục. Hoặc là phân bón này có thể đựng trong các chum vại, bao bì để kín, bao ni lông để mà bảo quản. Và không nên để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. Bởi vì khi để lẫn lộn các loại phân thì các loại phân này sẽ xảy ra các phản ứng với nhau và làm giảm chất lượng phân bón. Cho nên không để lộn các loại phân bón với nhau. Đây là một số hình ảnh về cách ủ phân. Phân bón ủ phân chuồng, hoặc có thể phân rác, phân xanh có thể ủ. Đối với phân chuồng thì chúng ta ủ thành đống và chúng ta trát bùn xung quanh để tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải hoạt động và hạn chế đạm bay hơi và giữ diện vệ sinh môi trường, tránh ô nhiễm môi trường. Thì đối với phân chuồng thì chúng ta có thể bảo quản tại chuồng nuôi, hoặc có thể là chất lên thành đống để ủ rồi dùng bùn trát xung quanh bao kín để tạo điều kiện cho các vi sinh vật phân hủy. Ngoài ra khi phân chuồng, người ta có thể tận dụng xây hầm, các hầm bioga để lấy ga trong các sinh hoạt hàng ngày như là nấu nướng hoặc là làm điện thắp sáng, vân vân. Đó là các mô hình hầm bioga trong các trang trại chăn nuôi hoặc là nuôi chăn nuôi hộ gia đình, người ta xây hầm bioga từ các gia súc lớn như lợn, trâu, bò để người ta có thể là làm hầm bioga. Vậy sau khi học xong video này, xem xong video này, các em có những góp ý gì hoặc để câu hỏi gì về bài, xin để lại bình luận ngay bên dưới video. Và chúng ta hãy chờ đón một video mới sẽ đăng tải tiếp theo. Và đừng quên bấm subscribe, tức là đăng ký kênh này, bấm chuông để nhận thông báo khi có một video mới đăng tải tiếp theo. Like, tức là thích video này, và share, tức là chia sẻ video này cùng với mọi người. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Vậy bài giảng của đây này là hết. Xin hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào các em.